Xin chào tất cả ông bố bà mẹ đến với video tiếp theo của Sốt Mẹ Bé Thì Thảo nhé. Ngày hôm nay thì đứng tại kệ bình sữa của Sốt Mẹ Bé Thì Thảo thì mình sẽ review về một cái dòng bình mà nó giúp cho bé cải thiện tình trạng bình thi rất tốt, cũng như là đây là một cái dòng bình khá là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Và cụ thể cái dòng sản phẩm bình này nó có những cái ưu nhược điểm như thế nào và nó có thực sự thích hợp với bé như mình hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của Sốt Mẹ Bé Thì Thảo nhé. Thì ở đây mình có chuẩn bị lên đó chính là bình mô dung. Bình này thì nó được nhập nguyên hộp nguyên cái ở tại Hàn Quốc về Việt Nam nhá. Và cái mẫu mình đang cầm đây chính là mẫu mới của bình mô dung. Đối với bình này thì trên thị trường nó có rất là nhiều hàng trôi, hàng nổi, hàng giả, hàng kém chất lượng, nên các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ cái video ngày hôm nay để mình review cho các bạn xem đúng cái sản phẩm bình chuẩn mà mình đi mua cho bé yêu nhà mình. Thì nó có hai loại, đó chính là bình 170ml này và bình 270ml. Mẫu mới của nó sẽ có chữ mô dung ở bên góc này. Đây chúng ta sẽ thấy này, có chữ mô dung nhá. Và ở bên phía sau này nó sẽ có thiết kế trên hộp thì nó hoàn toàn là tiếng Hàn Quốc, nó sẽ có mã vạch là 880, nhập khẩu nguyên cái ở bên Hàn Quốc về Việt Nam. Xung quanh hộp của nó thì hoàn toàn là tiếng Hàn và nó sẽ có cái tem dán từ thân lên nắp này. Cái tem này thì nó sẽ ghi được cái ngày sản xuất của sản phẩm bình luôn, 17 tháng 11 2021. Đây chúng ta sẽ thấy này, đối với cái tem này cũng vậy, cái bình nào nó cũng sẽ có cái tem. Và khi mà chúng ta bóc ra này, bởi vì là mình đang để làm video cho các bạn này, chúng ta mẹ bé thì họ sẽ bóc cái tem này ra. Bóc ra thì ở bên trong của nó, ở trên nắp là nó cũng có chữ mô dung nhá. Thì ở bên trong của nó khi mà chúng ta bóc cái bình ra thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy được là một cái tờ giấy hướng dẫn của bình. Cái tờ giấy hướng dẫn này thì nó hoàn toàn là tiếng Hàn. Đây ta sẽ thấy là một cái tờ giấy hướng dẫn khá là dài luôn. Đấy, để chúng ta biết được là những cái công dụng của bình này, số núm này, số thứ tự 1, 2, 3 của núm tương đương với từng tháng tuổi của con. Đấy, đối với một cái bình chất lượng thì nó sẽ có đầy đủ rất là nhiều những cái thông tin để chúng ta cách bạn bình như thế nào, rồi thiết kế của bình như thế nào, cho bé bú ngậm như thế nào luôn. Đấy là cái tờ hướng dẫn khi mà chúng ta mở ra. Rồi khi mà chúng ta mở tiếp tục bên trong ra nữa thì đây là chúng ta sẽ thấy được một cái bình mô dung khá là xinh xắn luôn. Cái nắp của nó này, cái điều quan trọng mà chúng ta đi mua là cái nắp nhựa bên trên của bình mô dung nó cũng sẽ là có chữ mô dung luôn. Đây, chúng ta sẽ thấy có chữ mô dung khắc ở trên nắp luôn. Và chúng ta sẽ thấy là ở trên thân bình này, chúng ta cũng thấy được là Make in Korea PPSU 200 độ C tương đương với 392 độ F. Ở trên bình nó sẽ in trực tiếp cái dòng này lên. Đấy, đối với cái những cái bình kém chất lượng thì nó sẽ không in được. Và có cái chữ mô dung ở trên bình mà chúng ta cào chắc chắn là nó sẽ không mất được cái chữ mô dung này nhá. Còn cái bình nào mà chúng ta cào mà mất được thì đó chính là bình kém chất lượng. Và cái mã vạch, cái không phải cái mã vạch mà cái vạch chia sữa. Đây chúng ta sẽ thấy này, nó khá là xịn sò. Rồi bây giờ thì đó là sơ qua một chút về hình dạng. Bây giờ mình sẽ đến với những cái ưu điểm của nó, của cái bình mô dung này. Thì nhắc đến cái ưu điểm đầu tiên của nó thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói đến cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Đối với Hàn Quốc là một cái quốc gia mà nó rất là nghiêm ngặt với những cái sản phẩm mà dành cho các bé, từ những cái sản phẩm nhỏ nhất. Bình sữa thì nó cũng là một trong những cái sản phẩm dành cho em bé, nên tất cả những cái sản phẩm đến từ Hàn Quốc thì cái chất lượng của nó khá, và không phải là khá mà nó rất rất là an toàn với các bé luôn, nên chúng ta sẽ yên tâm. Đến với cái ưu điểm thứ hai của cái bình mô dung này thì chúng ta sẽ thấy là cái thân bình của nó này, thân bình của bình mô dung nó được làm bằng chất liệu PPSU. Đây là cái chất liệu nhựa cao cấp nhất để làm các dòng, các sản phẩm để sử dụng như bình sữa này, hút sữa này, rồi những cái về cái chất nhựa của cái PPSU này nó đang là cái chất nhựa cao cấp nhất. Đấy, nên là chúng ta sẽ yên tâm về cái chất nhựa. Bởi vì là khi mà chúng ta pha sữa cho con, chúng ta dùng những cái sản phẩm mà nhựa kém chất lượng, nó vô hình chung ra những cái chất độc hại cho bé rất là nguy hiểm luôn. Và cái chất nhựa PPSU này ở trên bình nó cũng ghi luôn, PPSU nó chịu tới cái nhiệt độ lên tới là 200 độ C tương đương với 392 độ F. Tức là chúng ta nấu luộc sôi cái bình này để tiệt trùng, hay là chúng ta nấu thì chúng ta không lo cái tình trạng là nó bị chảy nhựa hay là nó ra những cái chất độc hại gì cho bé. Đó, rồi tiếp tục đến với cái điểm ưu thứ hai thì chúng ta sẽ mở nắp ra. Thì chúng ta sẽ thấy này, cái núm của nó các bạn nhìn nhá, nó rất là mềm luôn. Đó, và nó được thiết kế theo cái bầu ngực mẹ, theo cái đầu ti của mẹ. Đây, nó rất là mềm. Và cái núm này thì nó được làm bằng silicone. Đấy, khi cái núm mà được làm bằng silicone và cái nó được thiết kế giống đầu ti mẹ này thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng bím bú của các bé rất tốt.
Một trong những nguyên nhân bính mú bởi vì là các bé phát hiện được rằng đây không phải là đầu ti mẹ, thì cái bình mozum này nó đánh lừa được các bé, nó mềm mềm giống với đầu ti của mẹ, nó sẽ giúp cho bé cải thiện cái tình trạng bính ti rất là tốt đấy. Và ngoài cái điểm ưu là cái núm của nó rất là mềm, thì cái điểm ưu thứ ba của cái bình này nó chính là chúng ta sẽ thấy là trên núm nó được thiết kế một cái lỗ thông hơi rất là to luôn, nhưng không bị chảy sữa ra nhá. Thì nhờ cái lỗ thông hơi to này thì chúng ta cho bé bú không lo cái tình trạng là hơi nó bị hút vào trong mà nó sẽ được đẩy ra ngoài đấy. Các bé bú thì thường là nó sẽ nút hơi, thì nó sẽ đẩy cái hơi ra ngoài, nó không bị tạo bọt trong sữa và nó sẽ không làm cho bé bú phải những cái sữa tạo bọt đấy, gây tình trạng đầy bụng, cũng là một cái điểm ưu khá là lớn của cái bình mozum này. Và nó được thiết kế là khi mà bé tác động mút vào thì sữa mới chảy ra, chứ nó không tự động chảy ra đấy. Và nó được thiết kế là khi bé mút vào thì sữa chảy ra, và nó rất rất là mềm, dễ bú dễ mút cho bé như vậy. Và cái núm nó cũng được thiết kế là chống sặc cho con, nên với những ông bố bà mẹ của chúng ta mà lo cái tình trạng bé bị sặc thì chúng ta cũng yên tâm nhá, nó sẽ không có tình trạng bị sặc khi mà chúng ta dùng cái bình này, trừ khi là chúng ta để cho bé ngậm một chút đầu trên này đấy, chúng ta để cho bé ti sai cách. Ngày hôm sau mẹ bé thì Thảo sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm sao cho bé ti để bú được hết lượng sữa và nó không bị đầy hơi nhiều đấy. Chúng ta cứ cho bé ngậm hết cái núm này này là nó sẽ cho bé bú tốt, không bị cái tình trạng là đầy bụng đầy hơi và không bị tình trạng sặc sữa với cái thiết kế của núm bình mozum này. Rồi một cái điểm ưu nữa của bình mozum thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái vạch chia sữa này nó được ghi rõ ràng và nó được phân ở những cái vạch số nhỏ nhất. Để với những cái sữa công thức mà mẹ bé thì Thảo có làm review khá là nhiều sữa công thức mà cái vạch chia của nó ở cái mức là ví dụ như 35ml hay là 55ml thì nó sẽ có cái vạch nhỏ đấy để chúng ta dễ dàng là chia vạch, chia pha sữa cho con đấy. Và bên cạnh đấy thì đối với cái bình mozum này thì cái vạch này nó không dễ bị mờ và nó nhìn rất rõ, bởi vì là mình làm mẹ mình biết rồi, có rất là nhiều những cái bình sữa kém chất lượng và khi mà chúng ta pha sữa cho con ấy, một thời gian sau nó mờ hết cái vạch này và chúng ta không biết pha như thế nào. Và những cái bình mà nó bị mờ những cái vạch này thì chúng ta cũng không nên dùng cho con vì cái chất liệu nó sẽ kém. Đấy cũng là một cái điểm ưu của bình mozum này. Rồi tiếp tục một cái điểm ưu nữa thì đối với bình mozum, cái chất liệu nhựa của nó bằng PPSU thì không cần nói rồi, đây là nhựa cao cấp rồi. Nhưng mà trong cái quá trình làm bình cũng như là đối với trong cái chất nhựa này, nó sẽ không chứa những cái chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của con, đặc biệt là cái chất BPA. Đối với chất BPA này là cái chất đứng top đầu về gây ung thư cho bé. Đối với những cái bình nào mà nó không ghi chữ là free BPA hay là không có chứa BPA thì chúng ta không nên dùng. Đấy, bởi vì là cái chất BPA này với cái nhiệt độ nóng nó sẽ bị đẩy ra ngoài, nó bị tiết ra ngoài và nó vào trong sữa của con, bé bú vào nó rất rất là độc với bé. Thì đối với cái bình mozum chúng ta sẽ yên tâm là nó sẽ không có chứa những cái chất độc hại mà có cái chất BPA này. Rồi và một cái điểm ưu nữa thì chúng ta có thể ngại mẹ bé thì Thảo cầm ở trên tay nó rất là nhẹ, cái chất liệu PPSU này nó rất là nhẹ và nó rất là gọn, dễ cầm, bé có thể là tự cầm mút được luôn với cái bình 170ml này. Rồi với bình 270ml cũng vậy, nó được thiết kế rất là gọn này, nhẹ và rất là siêu dễ thương đúng không ạ? Với một cái màu dễ thương, màu xám xám dễ thương như này đấy. Và ngày hôm nay thì mẹ bé thì Thảo đã review xong về cái bình mozum này và những cái nhận biết chuẩn nhất để chúng ta mua đúng bình mozum chuẩn, vì trên thị trường nó có rất là nhiều hàng nhái hàng giả của bình mozum này nhá. Rồi có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm thì chúng ta cứ để nhận xét ở dưới video hoặc chúng ta liên hệ trực tiếp vào số Zalo của mẹ bé thì Thảo ở trên góc màn hình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mẹ bé thì Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.